các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến, số 27. Chương 7. Thăm dò và mặc cả. Cuộc hẹn ngày 19 tháng 7. Bước chuyển. Trong những tháng hè năm đó, chiến sự ở miền Nam có vẻ lắng dịu. Quân ngụy Sài Gòn với sự trợ giúp của không hải quân Mỹ vẫn ra sức nhằm phản kích, chiếm lại các vùng đã mất, nhất là Quảng Trị, nhưng vẫn không thành công. Lực lượng của ta cũng không giành thêm được thắng lợi lớn. Địch vẫn giữ được An Lộc. Nhưng nội tình nước Mỹ vẫn không ổn định. Những bước leo thang của Nixon đã bị dư luận Mỹ và phe đối lập chỉ trích mạnh mẽ. Họ gọi đó là một hành động quân sự vô ích trong lúc tuyệt vọng, một hành động mất danh dự. Rất nhiều giám đốc các trường đại học bày tỏ sự lo ngại của họ không thể ủng hộ một sự nghiệp quá mất lòng dân. Việc ném bom vào các đê điều càng bị lên án gay gắt. Đợt rút quân phụ tuyên bố hồi tháng 5 đã hết. Nixon phải tuyên bố thêm một đợt rút quân mới 10.000 người, bắt đầu từ tháng 7. Tại Quốc hội, ở Thượng viện cũng như Hạ viện, nhiều dự luật đã được đưa ra đòi Nixon rút hết quân về nước với điều kiện duy nhất là lấy được tù binh. Xu hướng này ngày càng tăng, chiếm đa số trong các thượng nghị sĩ Mỹ. Họ chỉ muốn Mỹ rút đi. Còn chiến tranh có tiếp diễn hay không là chuyện của Sài Gòn và đối phương của họ. Ngày 10 tháng 7, Thượng nghị sĩ McGovern, người chủ trương chấm dứt dính líu không điều kiện ở Việt Nam và chấm dứt viện trợ quân sự cho Sài Gòn, được Đại hội Đảng Dân Chủ đưa ra tranh cử Tổng thống. Nixon đứng trước một cuộc chạy đua gay gắt vào Nhà Trắng. Cuộc họp giữa cố vấn Lê Đức Thọ và Bộ trưởng Xuân Thủy với tiến sĩ Kissinger hôm 19 tháng 7 vẫn ở số nhà 11, phố Đa Thơ. Trong căn buồng có cửa sổ nhìn ra ngoài vườn, hai bên có lý do để tỏ ra vui mừng khi gặp nhau. Cố vấn Nhà Trắng tươi cười hơn lần trước, có lẽ vì tình hình chiến trường không quá đỗi bi đát như ông ta nghĩ hồi tháng 4 và 5. Còn Lê Đức Thọ và Xuân Thủy hết sức phấn khởi về thế trận mới ở miền Nam và vừa nhận được hướng dẫn rõ mục tiêu đấu tranh từ tối đa đến tối thiểu về quân sự, chính trị và các vấn đề sách lược cụ thể và cả về cách tiến hành đàm phán. Cả hai bên đều tỏ ra hữu nghị, bắt tay nhau. Kissinger chủ động đề nghị hai bên đưa tin về cuộc gặp này mà không nói gì đến nội dung, với lý do rằng các phóng viên đang theo dõi ông rất chặt chẽ suốt 24 giờ. Thật ra, đây là thủ đoạn mập mờ để phục vụ tuyển cử ở Mỹ đã bước vào thời kỳ sôi động. Rồi ông ta đọc dự thảo bản tin sẽ công bố ở Washington vài giờ tới. Từ hôm đó cho đến các cuộc họp sau, Kissinger đều đưa ra yêu cầu này mỗi khi họp riêng. Hôm ấy Lê Đức Thọ và Xuân Thủy đồng ý, nhưng sau cuộc họp này, đoàn ta thấy rằng nhẽ ra ta không đồng ý thì hơn, vì Mỹ sẽ lợi dụng việc ta đồng ý để gây ảo tưởng trong dư luận. Ta không đồng ý thì Mỹ cũng công bố, nhưng trách nhiệm thuộc về họ. Và từ lần sau, Xuân Thủy đã bác bỏ đề nghị đó của Kissinger. Tiếp đó, Kissinger lại đề cập đến các tin tức về việc ta thả tù binh cho phe đối lập, có ý ngăn cản ta về việc này. Nhưng ông ta mất công vô ích. Kissinger nói rằng ông đến gặp ta lần này trong một cố gắng cuối cùng. Nhưng trước khi đi vào nội dung, ông ta đã có một bản thuyết trình dài. Ông ta kể rằng Mỹ đã giải quyết được những vấn đề rất quan trọng với các nước khác, thậm chí với những nước 20 năm nay không có quan hệ gì với Hoa Kỳ, hoặc những nước đã đối địch hàng chục năm với Hoa Kỳ. Các nước đó đã chú ý giải quyết không những vấn đề hiện nay mà cả những vấn đề sau này. Và khi Hoa Kỳ đã làm việc đó, Hoa Kỳ rất thận trọng, cố giữ lời cam kết. Nhưng ông ta cũng thanh minh ngay rằng
ông ta không bàn vấn đề Việt Nam với các nước đó. Ông ta nói rằng Hoa Kỳ đạt được kết quả ở Bắc Kinh và Moscow vì có sự tin cậy lẫn nhau tối thiểu. Cuối cùng, ông ta nói Hoa Kỳ nghiêm chỉnh muốn chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Kissinger không quên đổ lỗi cho ta, cho đến nay dùng đàm phán không phải để giải quyết, mà cốt để gây sức ép trong dư luận. Còn trong gặp riêng thì tìm cách làm cho Mỹ có nhân nhượng bí mật, điều mà không chịu nhận công khai. Kissinger nói rằng Việt Nam vẫn hiểu lầm về mục đích của Mỹ. Ông ta thừa nhận rằng đúng là từ trước tới nay Hoa Kỳ có ý định tách vấn đề quân sự và vấn đề chính trị, nhưng không phải Hoa Kỳ tìm cơ hội để trở lại Việt Nam, không tìm cách kéo dài mãi chiến tranh mà chỉ tìm cách tách vấn đề Mỹ tham gia trực tiếp vào Việt Nam khỏi vấn đề chính trị, là với ý định sau này giải quyết vấn đề chính trị ở Việt Nam là tùy thuộc vào điều kiện Việt Nam chứ không phải tùy thuộc vào hành động của Mỹ. Hoa Kỳ làm việc đó rất chân thật, chứ không phải vì Hoa Kỳ muốn trở lại Việt Nam. Kissinger cũng cho rằng Việt Nam đã bỏ lỡ thời cơ năm 1971, bỏ lỡ cơ hội ngày 2 tháng 5 vừa qua. Lúc đó tình hình quân sự của Việt Nam tốt hơn bây giờ, mà thế quân sự tốt hơn thì khả năng về chính trị cũng tốt hơn. Ông ta nhắc lại, Mỹ không phản đối các mục tiêu của Việt Nam, nhưng không muốn thực hiện các mục tiêu đó hộ ta. Sau hơn nửa giờ, cố vấn Nhà Trắng mới tóm lại chính sách của Mỹ ở Việt Nam là muốn tìm một giải pháp. Ông nói, trong một thời kỳ mà Hoa Kỳ giảm bớt sự có mặt ở châu Á, không có gì thúc đẩy Hoa Kỳ giữ quân đội, giữ căn cứ, giữ ưu thế chính trị trong góc nhỏ bé của châu Á, gọi là Việt Nam này. Trong khi Hoa Kỳ có thể chấp nhận những chính phủ không thân Mỹ ở những nước to lớn, thì tại sao Hoa Kỳ lại cứ đòi có chính phủ thân Mỹ ở Sài Gòn? Hoa Kỳ có thể chung sống với Bắc Kinh và Moscow thì cũng có thể chung sống với Hà Nội được. Sau này, Hoa Kỳ không phải là mối đe dọa đối với Việt Nam. Một khi chiến tranh chấm dứt, Hoa Kỳ hoàn toàn có lợi nếu có một nước Việt Nam độc lập, tự chủ, phồn vinh. Nhân dân Việt Nam là một nhân tố vĩnh viễn ở Đông Dương, còn Hoa Kỳ thì rời khỏi khu vực này cách xa 12.000 dặm. Hoa Kỳ thành thật muốn thương lượng một giải pháp. Giải pháp đó tôn trọng nền độc lập của Việt Nam và đáp ứng những quan tâm hợp lý của Việt Nam. Hoa Kỳ quan tâm đến một khu vực Đông Nam Á độc lập và trung lập, chứ không quan tâm đến những căn cứ hoặc những khối liên minh với Mỹ. Hoa Kỳ không gắn bó với một nhân vật chính trị cụ thể nào ở Nam Việt Nam. Hoa Kỳ sẵn sàng để cho tình hình chính trị ở Nam Việt Nam tiến triển một cách tự nhiên, không có sự có mặt của Hoa Kỳ hoặc bị ảnh hưởng bởi ưu thế của Hoa Kỳ. Sau khi đã nêu lên các nguyên tắc trên, Kissinger đề nghị một điều tất yếu là không bên nào được áp đặt một giải pháp quân sự cho bên kia. Kết quả chính trị ra sao để cho nhân dân Nam Việt Nam quyết định. Việc Mỹ rút ra không phải chỉ là một hành động quân sự mà còn là một quyết định chính trị có ảnh hưởng chính trị sâu sắc ở Đông Nam Á. Ông ta còn nói thêm rằng bất cứ cố gắng nào nhằm lợi dụng cuộc đàm phán này để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở Mỹ chỉ làm cho một giải pháp chậm lại đến sau bầu cử. Khi hỏi lại thì ông ta nói rõ rằng bất cứ một cố gắng nào nhằm lợi dụng cuộc đàm phán này để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở Mỹ thì Mỹ sẽ ngừng đàm phán đến sau bầu cử ở Mỹ. Và đến sau bầu cử thì phía Việt Nam cũng không đạt được điều kiện tốt hơn đâu. Cuối cùng, ông ta đề ra một chương trình làm việc, định ra mục tiêu tổng quát, định ra thời gian biểu cụ thể. Một lần nữa, ông ta nói không bên nào có thể đánh lừa được bên kia. Mỹ đã ký được nhiều hiệp định với Liên Xô trong một tuần ở Moscow và đã thực hiện tất cả những điều ký kết. Việt Nam đã thử mọi con đường, tại sao không thử con đường này? Lê Đức Thọ lại nói khá lâu về truyền thống vẻ vang chống ngoại xâm, về quyết tâm của nhân dân ta.
Đây là những lời quá quen thuộc và không phải là không có tác dụng đối với Kissinger và những người tham dự buổi họp. Ông cũng nêu rõ nguyên nhân đàm phán 4 năm qua không giải quyết được là do Mỹ mở rộng chiến tranh và đòi Mỹ chấm dứt ném bom và thả mìn phong tỏa miền Bắc. Chúng tôi tự hỏi, nếu Mỹ thật sự muốn thương lượng nghiêm chỉnh để tìm ra một giải pháp thỏa đáng, thì có thể nào Mỹ cứ tiếp tục ném bom và phong tỏa miền Bắc như vậy, tiếp tục đánh phá miền Bắc, tiếp tục Việt Nam hóa chiến tranh ở miền Nam thì không khuất phục được chúng tôi, không giải quyết được vấn đề mà càng làm cho Mỹ dính líu sâu vào, không biết bao giờ rút ra được. Đã đến lúc các ông cùng chúng tôi cần đi vào thảo luận những vấn đề về thực chất. Việc giải quyết hòa bình phải là trực tiếp giữa chúng tôi và các ông. Các ông tìm những con đường khác và dùng thủ đoạn ngoại giao nào khác chỉ là uổng công vô ích, nhất định không thể giải quyết được. Lê Đức Thọ tỏ ý nghi ngờ về lòng thành thật của Mỹ trong việc thực hiện các điều đã ký kết. Ông nói, chúng tôi đã thương lượng và ký kết với các ông nhiều lần, nhưng các hiệp định đó đều bị các ông xé bỏ. Cho đến cả thỏa thuận hồi tháng 10 năm 1968 về chấm dứt ném bom miền Bắc, các ông cũng không tôn trọng. Ngay việc nhỏ hơn như việc không công bố các cuộc gặp riêng, các ông cũng không bao giờ giữ lời hứa. Chúng tôi đã bị lừa gạt quá nhiều. Bộ trưởng Xuân Thủy tiếp lời Lê Đức Thọ, nói một cách tổng quát, mục tiêu chiến đấu của nhân dân ta, chính sách của ta đối với Lào và Campuchia, lòng mong muốn có một Đông Nam Á hòa bình, ổn định, hợp tác với nhau và chính sách của ta đối với Mỹ sau này. Bộ trưởng cũng nhắc lại sự hợp tác Việt-Mỹ rất tốt đẹp trong thời kỳ chống Nhật và nói thêm, không phải ngẫu nhiên mà bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lại bắt đầu bằng câu trích trong tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ cách đây gần 200 năm. Điều đó chứng tỏ ngay khi mới giành được độc lập, khi dân tộc Việt Nam bắt đầu một trang sử mới, chúng tôi đã có thiện ý muốn có quan hệ với nước Mỹ trên một cơ sở mới. Cố vấn Nhà Trắng Kissinger nhắc lại, vì tình hình thế giới làm cho Hoa Kỳ khi xét đến việc tiếp tục trở lại Việt Nam như trước đây thì không có lý. Hoa Kỳ có trách nhiệm với cả thế giới nên trong khi giải quyết vấn đề Việt Nam, một số khía cạnh Hoa Kỳ phải nghĩ đến hậu quả của sự giải quyết đó đến các khu vực mà Việt Nam không quan tâm. Về nghi ngờ của ta, Kissinger nói, nếu đạt được thỏa thuận thì không những Mỹ sẽ tôn trọng lời văn mà cả tinh thần của nó, không những các công thức mà cả mọi khía cạnh của nó. Trầm ngâm một lát, ông đại diện Tổng thống Mỹ đưa ra việc ngừng bắn tạm thời trong 3-4 tháng để cho đàm phán có thể tiến triển được. Nhưng ông ta lại nói ngay, chắc ta không đồng ý. Đến lúc này, ông ta mới đưa ra điều mà ông ta gọi là cố gắng cuối cùng, đề nghị 5 điểm tháng 7 năm 1972. 1. Ngừng bắn toàn Đông Dương có hiệu lực, trong đó có việc Hoa Kỳ hợp tác gỡ mìn ở cảng và cửa sông miền Bắc. 2. Rút quân Hoa Kỳ và đồng minh 4 tháng có giám sát quốc tế. 3. Trao trả tù binh và thường dân vô tội, bắt đầu và kết thúc với việc rút quân Mỹ. 4. Giám sát quốc tế. 5. Các nguyên tắc chỉ đạo việc thương lượng, thực ra là các nguyên tắc về tương lai chính trị nội bộ miền Nam. Đề nghị này về cơ bản giống như tuyên bố mùng 8 tháng 5 năm 1972 của Nixon, cộng thêm một số điểm về chính trị như đề nghị 25 tháng 1 năm đó. Điều đáng chú ý là có ngừng bắn tại chỗ, không đòi quân miền Bắc rút khỏi miền Nam, thả tù binh song song với việc rút quân Mỹ, chứ không phải thả tù binh trước tiên như Nixon nói hồi tháng 5. Lê Đức Thọ nhận xét sơ bộ ngay rằng những sửa đổi của Mỹ về cơ bản không cụ thể. Hay có thể nói không có sửa đổi gì, thậm chí cũng có điểm không được nói rõ như trước. Như vấn đề thiệu từ chức, thời gian tuyển cử ở miền Nam Việt Nam.
Ông Thọ phê phán, so với lời ông phát biểu lúc đầu về thiện chí, về đi vào giải quyết cụ thể, thì tôi chờ mãi trong phát biểu của ông thì không có gì cụ thể cả. Thành ra những lời ông nói lúc đầu so với những điều ông vừa trình bày không đi đôi với nhau. Phát biểu của ông ngoài đạo lý chung chung chưa có gì tích cực. Ngừng một lát, Lê Đức Thọ nói tiếp. Bước đầu này chưa mở ra triển vọng tốt đẹp. Nếu muốn đàm phán có kết quả thì hai bên đều phải tích cực. Sau 45 phút nghỉ, hai bên trở lại làm việc. Theo yêu cầu của phía Mỹ, Lê Đức Thọ nói lại hai vấn đề nói rõ thêm của ta. Đòi Mỹ đưa ra một thời hạn rõ ràng cho việc rút quân và đòi Thiệu từ chức ngay. Chính quyền Sài Gòn phải thay đổi chính sách. Kissinger nêu ra một loạt câu hỏi xung quanh vấn đề này. Từ thời gian Thiệu từ chức đến thay đổi chính sách thế nào? Giải tán bộ máy kìm kẹp là thế nào? Có giải tán cảnh sát không? Quân đội hai bên sẽ ra sao trước và trong khi thảo luận giữa hai bên? Thời gian thành lập chính phủ hòa hợp dân tộc, vân vân. Sau khi được trả lời, Kissinger nhận xét rằng một số điểm cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ nêu ra là tích cực, một số khác thì mơ hồ, nhất là vấn đề chính trị thì phía Việt Nam lại quá cụ thể. Lê Đức Thọ, ông cho rằng chúng tôi nói vấn đề chính trị quá cụ thể, chúng tôi lại nhận xét phát biểu của ông về vấn đề này lại quá mơ hồ. Hiện nay, những vấn đề giữa chúng ta còn mắc mưu là vấn đề chính trị và cách đàm phán. Các ông thì muốn giải quyết vấn đề quân sự rồi ngừng bắn, còn chúng tôi thì muốn rằng giữa chúng ta thảo luận và thỏa thuận cả vấn đề quân sự và chính trị xong, còn các chi tiết cụ thể sẽ do các bên Việt Nam thảo luận và thỏa thuận với nhau, sau đó đi đến ký hiệp định rồi ngừng bắn. Kissinger muốn biết ngay các bên Việt Nam là ai, nhưng ông Thọ nói, vấn đề đó lần sau sẽ thảo luận. Kissinger, nếu như chính quyền Sài Gòn tồn tại hiện nay là một bên Việt Nam, thì sẽ làm dễ dàng cho công việc chúng tôi nhiều lắm. Hai bên còn trao đổi quan điểm về ngừng bắn và hẹn gặp lại vào 31 tháng 7 hoặc mùng 1 tháng 8. Khi sắp ra cửa, Kissinger còn hỏi lại, hai bên có đề nghị gì về công khai không? Và lấy làm yên lòng khi Xuân Thủy trả lời, không có gì sẽ đưa ra công khai. Ngày 26 tháng 7 năm 1972, Lê Đức Thọ và Xuân Thủy nhận xét rằng 1. Nội dung Kissinger tuyên bố về chính sách của Mỹ có thể có ý nghĩa. 2. Về giải pháp cụ thể, Mỹ vẫn giữ lập trường cũ, nhưng A. Đề nghị 5 điểm tháng 7 năm 1972 so với đề nghị mùng 2 tháng 5 năm 1972 bớt ngoan cố hơn, nhưng về cơ bản là lặp lại đề nghị mùng 8 tháng 5 năm 1972. Cộng thêm một số nguyên tắc về chính trị như 8 điểm. Vẫn tách vấn đề quân sự và chính trị, chỉ giải quyết các vấn đề quân sự, còn vấn đề chính trị là then chốt thì lập trường của Mỹ không thay đổi. Mỹ vẫn buộc ta phải nói chuyện với Ngụy Quyền Thiệu nhằm rút được sự dính líu quân sự của Mỹ. Chưa được tù binh về nước mà vẫn giữ được ngụy quyền. Về các nguyên tắc chính trị chung chung, Kissinger không đưa ra gì mới. Hỏi nhiều điểm về chính trị miền Nam có vẻ như để tìm hiểu, nhưng chính là nhằm bác bỏ giải pháp của ta. Vấn đề chính quyền ở miền Nam là vấn đề khó khăn nhất của giải pháp, là do Mỹ ngoan cố giữ ngụy quyền để bám lấy miền Nam. Đồng thời, vấn đề này còn có ý nghĩa chiến lược toàn cầu đối với Mỹ. Hiện nay, Nixon lấy ngụy quyền làm công cụ chủ yếu, thực hiện chiến lược mới gọi là học thuyết Nixon của Mỹ. Do đó, ngay trong trường hợp Mỹ phải chấp nhận một giải pháp thỏa hiệp về chính trị ở miền Nam Việt Nam, thì cũng không thể công khai bỏ rơi ngụy quyền. B. Ngoài ra, Mỹ còn đưa ra phương án ngừng bắn tạm thời 4 tháng toàn Đông Dương để đàm phán chi tiết về giải pháp về Việt Nam, thả một số tù binh bị giữ lâu ngày. Nhưng Kissinger lại nói ngay
là chắc Việt Nam không tán thành. Rõ ràng, đề nghị này là chuẩn bị những thủ đoạn giúp Mỹ vượt qua thời gian tuyển cử. 3. Về thái độ thương lượng. Nói chung, Kissinger muốn mềm dẻo, nhưng mặt khác vẫn đàm phán trên thế mạnh. Mỹ cho rằng Việt Nam không có lợi thế bằng thời điểm cuộc họp ngày 2 tháng 5, cho rằng Mỹ đã thành công trong việc tranh thủ Liên Xô Trung Quốc giảm sự ủng hộ ta về mọi mặt, cho rằng ta muốn giải quyết trước bầu cử. Do đó, Kissinger đe dọa sẽ ngừng đàm phán đến sau bầu cử tháng 11 năm 1972. 4. Chủ yếu của Mỹ là sức ép tuyển cử. Ngay từ đầu năm nay, Mỹ đã có nhiều thủ đoạn lừa bịp dư luận Mỹ về vấn đề Việt Nam phục vụ cho tuyển cử. Đặc biệt là từ giữa tháng 6 năm 1972 trở đi, Mỹ ra sức ngăn chặn ta lợi dụng tuyển cử, đồng thời ra sức dùng đàm phán để lừa bịp dư luận. Mỹ đề nghị gặp ta ngày 28 tháng 6 để ngăn chặn khuynh hướng chống chiến tranh trong Đại hội Đảng Dân Chủ mùng 10 tháng 7. Ta không chịu ngày đó. Cuối tháng 6, Kissinger thông qua Liên Xô đề nghị ta không để lộ nội dung thương lượng cho phe đối lập biết, tức là Đảng Dân Chủ, và dọa sẽ tính đến khả năng hoãn thương lượng đến khi cuộc bầu cử kết thúc vào tháng 11 năm 1972. Trong cuộc gặp riêng ngày 19 tháng 7, Mỹ tìm cách ngăn chặn ta tác động vào tuyển cử, hỏi ta về việc thả tù binh cho phe đối lập, đề nghị ta không tấn công ngoại giao công khai và nhắc lại lời đe dọa là Mỹ sẽ ngừng thương lượng cho đến sau bầu cử nếu ta lợi dụng đàm phán để ảnh hưởng đến bầu cử ở Mỹ. Trong khi đó, thì Mỹ lợi dụng gặp riêng để phục vụ cho cuộc vận động tuyển cử, đề nghị công bố các cuộc gặp riêng, và ngay việc Mỹ đưa ra đề nghị 5 điểm tháng 7 năm 1972 và phương án ngừng bắn tạm thời 4 tháng toàn Đông Dương, mặc dù Kissinger biết chắc ta không đồng ý, cũng là để chuẩn bị công bố nhằm lừa bịp dư luận. 5. Về khả năng phát triển của tình hình. Qua cuộc gặp riêng ngày 19 tháng 7, ta chưa có đủ căn cứ để kết luận là khả năng Mỹ đi vào giải quyết với giá phải chăng có nhiều. Trước mắt vẫn có hai khả năng. A. Vì thất bại của chính sách Việt Nam hóa chiến tranh trên chiến trường. Vì những khó khăn trong cuộc bầu cử, Tổng thống Mỹ buộc phải nhận một giải pháp có lợi cho ta mà Mỹ có thể chấp nhận được, theo phương án vừa và tối thiểu trong năm nay. B. Nixon cho rằng ông ta có thể vượt qua tuyển cử bằng những thủ đoạn lừa bịp. Nixon ngoan cố không chịu giải quyết theo mức tối thiểu của ta. Trong trường hợp này, chiến tranh còn kéo dài đến sau năm 1972. Qua cuộc gặp riêng vừa qua, ta thấy Nixon đi vào đàm phán giải quyết với ta, đồng thời giáo diết chuẩn bị dư luận và đổ trách nhiệm cho ta để vượt qua tuyển cử. Từ nay đến cuối tháng 8, tình hình sẽ phát triển rõ hơn. Nhận xét về cuộc họp, Lê Đức Thọ và Xuân Thủy cho rằng ta đã tìm hiểu thêm được một phần ý đồ chiến lược của Mỹ, tuy chưa đầy đủ để nhận định hướng giải quyết chủ yếu của nó, đồng thời đã làm cho Mỹ hiểu rõ chính sách chung và thiện chí của ta. Trong báo cáo cho Nixon về cuộc họp này, Kissinger viết, nếu sự thật là họ không nói gì để loại trừ sự quay trở lại hoàn toàn với lập trường cũ của họ, thì thái độ của họ trong cuộc họp đầu tiên này gần đạt tới mức tích cực như người ta mong đợi. Nếu sau này họ chấp nhận một thỏa hiệp, điều đó có thể là một cuộc ngừng bắn cộng với những nguyên tắc chính trị trong đường lối của đề nghị của chúng ta ngày 25 tháng 1. Nhưng để cho sự việc được rõ ràng, điều này chưa xuất hiện trước cuộc gặp khác. Cũng có khả năng họ dùng cuộc nói chuyện để vạch rõ chỉ có mình Thiệu là trở ngại cho một giải pháp toàn bộ. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, sách đã dẫn, trang 1369. Nhận xét của cả hai bên đều có phần đúng, nhưng mọi việc chưa phải đã dễ dàng.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.